Như vậy ông Trần Hòa Bình, một thành viên trong hội đồng quản trị của công ty cổ phần bóng đá Sài Gòn, đã thay cho ông Vũ Tiến Thành bắt đầu đảm nhiệm vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của đội bóng. Theo xác nhận của chủ tịch mới, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ nhận được số tiền tài trợ lên đến 100 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính đến từ những ông chủ phía sau cùng các khoản tiền tài trợ, câu lạc bộ Sài Gòn đã đưa về nhiều chuyên gia của bóng đá Nhật Bản, đặc biệt chú trọng vào công tác xây dựng học viện bóng đá. Chủ tịch đội bóng mới cho biết, thành tích ở V-League là một ưu tiên, nhưng mục tiêu chính của câu lạc bộ là hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng đối tác chiến lược và hệ thống cũng như quy trình vận hành một cách chuyên nghiệp. Cùng với đó, đội bóng cũng hướng đến việc đưa các cầu thủ trẻ của mình sang đào tạo và rèn luyện ở các giải hạng 2 và 3 của Nhật Bản.